Kính chào quý vị. Khi có hai xã hội đang cùng tồn tại song song là thực và ảo thì nhiều thứ cũng trở nên phức tạp gấp đôi. Ví dụ như là việc đến rạp phim. Giờ chưa chắc bạn mua vé chỉ để giải trí hay là thưởng thức một tác phẩm điện ảnh đúng không ạ? Dễ đoán phải không? Tôi đang muốn nhắc đến Đất Rừng Phương Nam. Tất nhiên, chương trình hôm nay không phải là để bước vào những tranh cãi về nội dung của bộ phim. Bởi một là việc đó mạng xã hội đã làm quá nhiệt tình rồi. Và hai là chúng tôi tôn trọng quyết định của cục điện ảnh. Nhưng có một sự thật hy hữu là lần đầu tiên một bộ phim phải dặn dò khán giả tới 3 lần. Nếu như ở các bộ phim khác, thi thoảng sẽ bắn dòng chữ dựa trên một câu chuyện có thật, hoặc là dựa trên một cuốn sách bán chạy, hay cùng lắm là ở cuối phim sẽ viết rằng không có con vật nào thực sự phải chết ở trong bộ phim này. Thì ở Đất Rừng Phương Nam, sau khi chỉnh sửa, bộ phim đã liên tiếp đưa ra hai dòng lưu ý ngay từ khi chưa bắt đầu. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Và trong phim có yếu tố hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Rồi đến kết phim, bên cạnh việc hiện tên của đoàn làm phim, thông điệp lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lại được một lần nữa nhắc lại. Như kiểu đạo diễn muốn van nài khán giả rằng: anh chị ơi, hãy tạm bỏ qua những tranh cãi ngoài kia mà thưởng thức trọn vẹn bộ phim này. Chúng tôi không có ý xấu gì đâu, oan lắm. Vâng, tiểu thuyết vốn đã là một sản phẩm hư cấu rồi, nhưng nhà sản xuất vẫn phải dặn dò thật kỹ, đây là hư cấu của hư cấu. Còn chúng tôi chỉ muốn nhắc khán giả của mình rằng, giữa những câu chuyện xã hội của tuần này, ranh giới giữa hư cấu và hiện thực hóa ra cũng rất mong manh. Xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói, phim không phải sách giáo khoa, không mang nhiệm vụ là tư liệu lịch sử, nhưng trong chính công văn liên quan tới bộ phim lại có đoạn. Bộ phim nhằm tái hiện lịch sử hào hùng của người dân Nam Bộ, cũng như phong cảnh hữu tình của miền Tây sông nước thế kỷ 19. Thế kỷ 19 từ năm 1801 đến năm 1900, thế nhưng phim lại bảo đặt bối cảnh miền Tây Nam Bộ, thập niên năm 1920 đến năm 1930, thay vì sau năm 1945 như tiểu thuyết gốc, tức là thế kỷ 20. Rất nhiều người dân Nam Bộ, trong đó có không ít những cựu chiến binh, đã từng tham gia cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quay trở lại xâm lược, đế quốc Mỹ nối gót, nêu bất bình của mình trước nội dung sai sự thật nghiêm trọng đến như vậy. Được chia sẻ rộng rãi trong khắp các nhóm địa phương, lực lượng vũ trang trong toàn quân, nhưng dường như nhận được câu trả lời là phim hư cấu. Thế phim hư cấu thì được phép làm sai lệch lịch sử, làm sai lệch một thời gian đầu quá trình thành lập nước. Đã là thời gian đầu quá trình thành lập nước thì điều này cực kỳ nhạy cảm và cực kỳ phải nghiêm túc, đúng đến tường tận vấn đề, chứ không phải cợt nhả nói rằng phim hư cấu rồi không có nhiệm vụ làm tư liệu lịch sử. Không có nhiệm vụ đó thì thêm thực dân Pháp, nói tiếng Pháp, đấu tranh chống lại thực dân Pháp làm gì? Đó không phải lịch sử à? Đó không phải là thời gian đầu lập nước hay sao? Không những vậy, phim đã tự nhận là dựa theo tác phẩm gốc của nhà văn cách mạng Đoàn Giỏi. Câu dựa theo được đặt lên trên đầu phim và diễn ra chớp nhoáng, rất nhanh chóng chóng vánh, trong khoảng 2 đến 3 giây rồi vụt mất. Thành quả công sức của bao thế hệ, lớp người dân Nam Bộ, miền Tây sông nước kháng chiến, đánh đuổi thực dân Pháp, theo cách mạng, bảo vệ từng tấc đất, giữ vững phẩm chất người dân Nam Bộ, miền Tây sông nước yêu nước, kháng chiến trường kỳ chống lại thực dân Pháp xâm lược, quay trở lại xâm lược, đế quốc Mỹ nối gót, lại bị quên bằng câu hư cấu. Để rồi thiếu nội dung hay sao mà phải hư cấu, để có nội dung ảo, xây dựng thành nội dung chính của cả một bộ phim. Trong lịch sử Việt Nam giai đoạn đó, tức giai đoạn mà phim bảo là dao động từ năm 1920 đến năm 1930, thì không có một cái tổ chức nào tên là Thiên Địa Hội, Chính Nghĩa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn, Nam Hòa Đoàn đứng ra làm cách mạng cả. Vậy đây được coi là hư cấu, làm sai lệch lịch sử. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng, mỗi lần giao lưu với khán giả tại các rạp hay giao lưu với học sinh, sinh viên tại một số trường học, trường đại học là một lần tuyên truyền, truyền bá nội dung sai sự thật nằm trong nội dung của bộ phim sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức của học sinh, sinh viên.